Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B Quyền Hành. Và trong video ngày hôm nay, B Quyền Hành của ốc sẽ trở thành những bác sĩ khám tiêu hóa chuyên bệnh đường ruột. Wow, nói chung là bọn mình đã có một cái bước tiến rất là nhảy vọt từ những ngày chỉ có đi làm lao công, bây giờ đã làm bác sĩ rồi. Đúng rồi, bước tiến được tầm vũ trụ phải không các bạn? Và bây giờ cùng theo chân B Quyền Hành và ốc xem B Quyền Hành và ốc sẽ trở thành bác sĩ như thế nào thì các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhá. Và bây giờ đi thôi. Tựa game này có tên là gì hả ốc? Nó tên là Revenge of the Colon, có nghĩa là sự trả thù của cái đại tràng các bạn ạ. Đại tràng là một bộ phận ở trong ruột của mình đúng không? Sau khi mà thức ăn đi vào dạ dày, nó sẽ đi vào ruột non để nó hấp thụ chất dinh dưỡng, và những cái chất cặn bã nó sẽ đẩy xuống đại tràng đấy, và nó trở thành đại tràng giống kiểu ruột già đó hả? Đúng rồi. Ok rồi. Và mình cân nhắc là các bạn nào đang ăn thì có thể là tạm dừng video này, ăn xong thì xem tiếp nhá. Còn bây giờ chúng ta vào video luôn, vào game luôn nhá. Ok. Bạn là một bác sĩ tiêu hóa. Đúng rồi. Tôi chắc chắn là bác sĩ tiêu hóa, tôi mới khám bệnh đường ruột chứ. Đúng. Chính là một bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao để điều trị các để chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa các bạn ạ. Và một trong những cái quy trình chung ấy là sự thể hiện của mình ở trong cái ruột. Nó liên quan đến gọi là đại tràng, nó như kiểu là ruột thì có rất là nhiều ruột nhưng mà mình chuyên là đại tràng thôi. Ok. Đúng rồi. Mình sẽ đưa một cái camera rất là sâu vào trong cái ruột như sao ấy. Để kiểm tra cũng như là xử lý những cái bệnh đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình là một người có nhiều kinh nghiệm, đã nội soi qua nhiều thập kỷ và đã chữa được cho hàng thousand, hàng nghìn bệnh nhân. Ôi giời, quá nhiều bệnh nhân, thế bác sĩ kỳ cựu, bác sĩ siêu giỏi luôn. Đúng rồi, thế nên cái đại tràng quay trở lại nó báo thù anh đó. Bởi vì anh đã chữa đến hàng nghìn cái đại tràng, hiểu không? Ok ok. Mình được những đồng nghiệp rất là tôn trọng và thường xuyên đi hội thảo thường niên về chuyên môn, tính chuyên môn cực cao. Đấy. Mình đã nhìn thấy tất cả và đã điều trị tất cả. Không có gì có thể làm cho mình bối rối cả các bạn ạ. Đấy, không có điều gì mà mình không xử lý được. Và mình chính là Michael Jordan của khoa cơ bản. Michael Thành và Michael Thành. Nhưng mình không biết rằng đấy, đây là tuần làm việc cuối cùng của mình. Tuần làm việc cuối cùng rồi, chắc là mình chuẩn bị nghỉ hưu à? Đúng rồi. Thứ hai, kho báu bị mất. Kho báu à? Kho báu gì ở trong đại tràng? Có một bà cụ đang nói chuyện với mình là bác sĩ áo trắng này này. Khoảng 7 năm gần đây, kể từ khi là có một cái kỳ nghỉ, tôi phải đi nghỉ ở nước ngoài. Đấy. Tôi đã xem những cái tin tức về những người bảo vệ vùng biên giới và những hành động gọi là tàn ác của họ. Và sau đó chúng tôi đến Calai, mình không biết Calai là gì các bạn ạ, và đợi ở một cái đường như kiểu đường ranh giới, đường biên giới ấy. Và đã rất là ấn tượng với một cái người với một cái khuôn mặt. Nó làm tôi tháo chiếc nhẫn cưới của tôi ra và tôi đã nuốt nó. Ôi. Sợ quá nuốt nhẫn cưới. Sợ quá nuốt nhẫn vì sợ bị cướp nhẫn à? Và tôi nghĩ là anh thì có thể lấy cái nhẫn đấy ra khỏi người tôi. Thế là đó là bà này bà nuốt nhẫn vào trong đường ruột rồi. Bây giờ là bà ấy chưa thể lấy chiếc nhẫn ra và bây giờ nhờ một bác sĩ tiêu hóa của chính là mình, Michael Jordan, mình lấy cái giúp bà chiếc nhẫn ở trong đường ruột ra. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã đi qua được cái biên giới mà không gặp bất kỳ một cái rắc rối nào. Mặc dù là trông cái người đàn ông, cái khuôn mặt ấy có vẻ rất là thô lỗ, người ta thô lỗ. Anh ta không nói mà một chút tiếng Anh nào. Đó là một vài tuần kể từ khi mà tôi đã quay trở lại. Và cái nhẫn của tôi thì lại, tôi ý là tôi không định ra được cái nhẫn. Đi ngoài không ra được cái nhẫn, thế chứng tỏ nó đang mắc ở trong ruột. Sorry, vậy mình dịch nhầm là 5, là 5, không phải là 7 năm mà là 7 tuần đấy các bạn ạ. Bây giờ thì cứ yên tâm, việc này rất là đơn giản đấy, không việc gì phải lo cả đấy. Rất là thường thấy rằng là những cái nhẫn thì sẽ thường nó sẽ ý là mình sẽ đi ra ị ra được đấy, nhưng mà bạn thì lại không nhìn thấy nó đấy. Thế chứng tỏ nó vẫn trong đường ruột với kinh nghiệm 70 năm là bác sĩ hoặc của mình. Có thể bà này tiêu hóa được cái nhẫn. Bị điên à? Chắc không. Không, nhẫn là kim loại làm sao tiêu hóa được. Ốc không cho nên cho đi làm bác sĩ, cho ở nhà. Y tá phụ B Quý Thành. Ok. Tôi chắc chắn là nó không có xuất hiện, nó không có đi ra khỏi người tôi. Chồng của tôi là Harold. Harold thì có cái khả năng nhìn tốt hơn tôi và anh ta cũng có nhìn thấy gì đâu. Ôi dồi, thế là mỗi lần bà đi là phải đi tìm nhưng mà vẫn chưa thấy ra các bạn ạ. Đúng rồi, và cả chồng bà cũng đi tìm luôn. Ok. Bạn chắc chắn là đã trao đổi với chồng của bà rồi đúng không? Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu luôn.
Bắt đầu luôn. Bắt đầu luôn. Bắt đầu rồi các bạn ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ có một chút kiểu gây mê hả? Rồi chúng sẽ bắt đầu. Đúng rồi, phải gây mê để mình. Cảm ơn bác sĩ. Đưa camera vào để kiểm tra chứ. Rồi. Bắt đầu nha. À ôi, gây mê xong rồi. Gây mê xong rồi, bây giờ là mình sẽ đưa camera vào ruột. Ừ, đấy. Rồi đấy, bây giờ từ hậu môn của bà để kiểm tra đại tràng của bà xem. Ồ, đây là hướng dẫn. Ôi, ruột của bà này sau khi mình cho uống thuốc sổ thì rất là sạch sẽ các bạn. Đây là vài cái hướng dẫn để giúp chúng ta có thể điều chỉnh cái camera này thôi. Đúng rồi. Rửa sạch thật. Bạn nào mà đi khám trĩ ấy thì nó cũng tương tự vậy. Đây là có một cái máy scan này các bạn ơi. Chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị này để scan, để tìm những cái để tìm những cái gì ở trong cái đại tràng của bệnh nhân của chúng ta. Nói chung là cái này quét thì sẽ cho chúng ta biết thông tin và cách xử lý về những cái bệnh hay những cái thứ gì xuất hiện bên trong. Ok. Quét thôi. Ôi ôi, gì đây? Cái công cụ này như là một cái công cụ gấp ấy các bạn ạ, để, đúng không? Để kẹp lôi những cái vật mà bị dính mắc vào kẹt, mắc kẹt, kẹt bị mắc vào trong cái đại tràng này các bạn. Hiểu. Ôi giời ơi. Có cả máy cưa luôn. Máy cưa này là có gọi là cái công nghệ rất là cao đấy, để cắt những cái đồ. Ví dụ như cái vật đấy nó quá to quá thì to. Mình sẽ cắt nhỏ ra rồi mình lấy cái kẹp cắt mình cắt nó ra. Hoặc là okay. Cứng. Rồi đây lại là cái gì nữa các bạn ơi? Kiểu như là có những không bệnh nhân nào được rời đi mà cùng với cái đại tràng đang chảy máu các bạn ạ. Vậy nên là cái công nghệ này nó sẽ nhanh chóng giúp cầm lại vết thương và ngừng cái việc chảy máu. Công nghệ này gọi giống kiểu laser đó các bạn. Hả? Cả laser em đấy, nghĩ là chiếu nó chuyên môn. À nó giống như là một cái hàn cái vết đấy lại nó không bị chảy máu đúng không? Ôi dồi, cái gì đây? Chúng ta sẽ dùng cái này như kiểu là để đẩy ấy các bạn, đúng không? Đẩy và rửa. Phụt, xin lỗi các bạn nhầm, không phải là đẩy mà là phụt. Tức là phụt rửa, đấy, và với những cái nước. Đây, chúng ta sẽ phụt rửa này này, phụt, các bạn, đấy, đơn giản thế thôi. Chung là rất là nhiều công nghệ, chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách là bấm phím trái chuột nha. Ok, đấy, để cưa. Đấy, trời ơi. Đơn giản rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi luồn vào sâu để tìm chiếc nhẫn cho bà cụ nha các bạn. Ok. Em thấy sâu quá rồi đấy. Ồ, mới vào mà, được có một đoạn chưa sâu lắm đâu. Ruột á, nó còn ngoằn ngoèo, còn chán. Ủa, phát hiện ra một cái gì kìa? Phát hiện rồi, có phát hiện mới rồi. Phát hiện ra các bạn ơi. Chúng ta tìm thấy một cái vật chưa xác định. Ở trong đại tràng của bà cụ. Nhìn giống như là cái gì kìa, sorry các bạn, cái này nó hơi nhiều kìa, từ mới y khoa nên là mình phải... hô đôi lúc phải tra từ điển các bạn ạ. Khả nghi, chúng rất khả nghi. Rồi bây giờ mình sẽ quét thử xem, quét xem cái này là cái gì nhá. Ồ, một cái polyp các bạn. Cho các bạn biết polyp thì nó giống như là, các bạn, mình không biết giải thích như nào, mình biết polyp là cái gì. Tức là nó giống như là một cái mụn ấy, nó nổi lên ở trong cái cơ quan nào đấy của mình đấy, và được gọi là polyp. Và cách điều trị tốt nhất của cái polyp ấy thì là chúng ta sẽ phải cắt nó đi các bạn ạ. Cắt nó đi thì chúng ta phải dùng cái máy cưa này. Vẽ máu rồi. Rồi bây giờ mình phải hút máu, hút hàn nó lại để cho nó không bị chảy máu nữa. Rồi, rửa. Mình cầm máu. Ruột bên này rất là nhiều polyp các bạn ạ. Đây. Rửa đi. Bây giờ mình sẽ rửa nha, đấy. Rửa cho nó trôi ra ngoài. Đúng rồi. Ôi giời, bác sĩ quá giỏi luôn các bạn. Thấy cái ruột bà đấy nó cứ nhũ nào. Ruột ai chả như thế hả ông? À đấy hả? Ruột em chả cái cứng như đá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết từ chuyên môn polyp là gì để mình tra này. Polyp là sự tăng sinh tế bào bất thường có bề ngoài trông giống như một vết sưng tròn nhỏ hoặc phẳng có cuống. Đấy, các bạn hiểu polyp là gì đấy nhá. Đây rồi, lại có một viên polyp ở đây. Cái đường ruột của bà này có vẻ như là đến đây là không ổn rồi. Ok, lại phải hàn lại các bạn, không là máu nó chảy ra là bà ấy mất máu, là bà ấy hy sinh đấy. Đúng, chứ còn gì nữa. Ok, để mình sẽ quay lại mình rửa. Ôi, quá chuyên nghiệp luôn. Đúng là bác sĩ có 10 phút kinh nghiệm. Ôi, viên kia to lắm luôn các bạn ạ. Đây là có một gọi là một tổ chức polyp. Nhưng mà hình như nó không phải polyp đâu. Không phải polyp, mình cần phải quét. Đúng rồi, mình cần phải quét, cái này nó sai rồi. Hay ung thư rồi. Chỉ là sợ ung thư đấy. Đây là cái... từ từ nha các bạn. Sorry, mình... cái này mình hiểu rồi nhưng mà mình chắc là sẽ phải...
tra để cho nó nhìn kiểu hợp lý ấy. Đây là cái chất béo và những cái canxi nó tích tụ lại các bạn ạ, và nó sẽ trở nên là lớn hơn theo thời gian và chúng ta, và nó sẽ như kiểu đứng ở đây và nó ngăn, nó chặn lại cái đường tiêu hóa của bà này, và chúng ta cần phải di rời nó đi. Thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cắt nó ra. Chúng ta sẽ đốt nó đi để cho nó tan đấy các bạn, đúng không? Đúng rồi. Ủa, đốt à? Đốt để nó tan đi các bạn ơi. Đấy, ui, quá là to. Nếu mà không có bác sĩ mình là khoảng vài năm nữa là bà không thư. Không bị gì luôn, nó tắc luôn được luôn. Đấy, sau đó mình sẽ rửa. Ok kìa, gì đây? Từ rửa cái này đã để được tí kiểm tra cái đấy. Đấy các bạn ạ, nếu các bạn ăn quá nhiều chất béo cũng không có tốt. Và chúng ta mà uống nhiều canxi mà không theo chỉ định của bác sĩ ấy, là sẽ gây ra hiện tượng như vậy đó. Ôi, đây là món gì đấy? Trông đây giống như là kẹo ăn bê bê. Giống kẹo ta. Chúng ta phải scan thôi. Đừng bảo bà này kẹo dâu tây. Đừng bảo bà nuốt chửng kẹo nha. Đúng là viên kẹo thật các bạn ơi. Đúng rồi. Thôi xong rồi. Bà ơi sao bà không, lại nuốt chửng kẹo? Không phải là một viên kẹo đâu. Kẹo mà. Kẹo ngọt. Món ngọt luộc chín yêu thích. Ôi. Đúng rồi, có lẽ là kẹo thật. Là kẹo mà, chính là kẹo đấy còn gì nữa. Kẹo mắc. Làm nào? Kẹo này anh nghĩ là chúng ta phải gắp ra vì nó đang dính vào ruột. Ok. Bây giờ thế là xong. Thế là không. Xong thôi. Sau đó mình rửa cho nó trôi xuống dưới kia đấy. Để bà đi được ra ngoài là xong luôn rồi. May là có bác sĩ Bêu Thành cứu đấy. Không là thôi xong luôn các bạn ạ. Cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì vòng vàng ấy? Đừng bảo bà nuốt cả thỏi vàng nữa. Hay ở đây những chiếc nhẫn vỡ ra. Không phải, để anh quét xem đây cái gì. Đúng. Nhưng rồi. Mà kể ra nhìn trông giống hạt ngô ạ. Đúng rồi. Đây là hạt ngô ngọt các bạn ạ. Trời ơi, sao lại nói hạt ngô ngọt ở trong cái ruột? Nghe tự nhiên bị kích thích vị giác. Có gắp ra kinh. Cái này có phải phải gắp đâu. Phải gắp à? Hay anh nghĩ là bà vừa ăn ngô sáng nay thôi. Vừa ăn ngô sáng nay thôi các bạn ạ. Các bạn ơi. Mình muốn ói rồi đó. Sao không sao. Bà ấy ăn ngô và ăn cả kẹo nữa. Đấy, rửa trôi được các bạn ạ. Chứng tỏ là cái này nó không phải nó bị dính. Ui đấy, lại bắt đầu rồi. Chắc là sắp thế nhẫn rồi, sắp thế nhẫn rồi. Sầu lắm rồi đấy các bạn ơi. Mình vẫn đang luồn vào sâu hơn vì mình nghĩ là chiếc nhẫn nó mắc ở tít tít bên trên ở chỗ cần bút cơ. Thế ruột của người dài bao nhiêu km? Dài dư km làm sao được. Em tra Google đây. Nhưng mà nói chung rất là dài các bạn ạ. Mình sẽ tra tiếp Google cho các bạn biết là ruột của con người đại tràng. Đấy, nói chung là rất là dài. Dài bao nhiêu? Đấy. Trung bình thôi nhá, chứ cũng không mỗi người sẽ có một cái cơ thể đại khác nhau. Đại tràng rộng hơn nhiều so với ruột non nhưng cũng ngắn hơn nhiều. Ước tính chỉ dài khoảng bằng 1/4 so với ruột non và bằng 1/5 so với ống tiêu hóa. Đó, chiều dài 6.7 m. Ôi. Nhầm. 6.7 m. Nhầm. Đại tràng khoảng 4.9 đến đại tràng chỉ khoảng 1.5 m thôi. Đấy thôi. 4.9 feet và 1.5 m. Thì 6.7 m thì toàn 6 đến 7 m là đó là ruột non nha các bạn. Cái ruột nó hấp thụ chất dinh dưỡng ấy. Đúng rồi, nó phải dài thì nó mới hấp thụ được. Ôi cái rồi. Gì đây? Lại là cái gọi là cái cái này cạn này cưa sẽ không được nha các bạn. Chúng ta bắt buộc phải đốt thì nó mới tan ra được. Nó nóng thì nó tan ra luôn. Vì nó là cái kiểu cạn ấy. Chứ nó không phải là kiểu cứng mà mình cần phải cắt ra. Lại là kẹo. Đây là polyp mà. À đây, cạn canxi, Đây, cụ này có vẻ thích ăn kẹo nhưng mà lại không nhai. Mà toàn nuốt chửng. Lại hạt ngô. Đấy, ngô to thế. Mùa đâu ấy, là chỉ cháu ngô ấy. Ôi. Cái này như kiểu đang nội soi ấy. Nhè. Nội soi mà, mình đang là cái camera và mình sử dụng. Ôi, bà nuốt cả răng giả kìa. Ôi ôi, chào bạn bà ơi, xong đời rồi, cái gì đây, để anh quét xem nào. Chắc là gắn hàm răng giả đúng xong rồi. Nhai thế nào nó rơi luôn cả nửa hàm răng giả nuốt luôn. Nuốt luôn, đúng rồi. Hết cứu các bạn ạ. Để anh quét nào. Đúng rồi, chắc chắn luôn. Ôi giời ơi. Đấy, một cái mảnh của cái răng sứ các bạn ạ. Làm răng sứ nhưng mà lại nuốt mất. Hết cứu đây, để anh quay lại anh rửa nhé. Đấy, ui dồi ôi. Rửa cho nó trôi ra đi các bạn ạ. Nó bị mắc do là nhiều cái đống cặn canxi và polyp nó không trôi ra được. Đúng. Đấy à, mình sẽ rửa một tí là trôi hết. Đấy, trôi hết luôn. Được chưa, trôi hết chưa?
Rồi rồi đấy. Ok đấy, nó sẽ trôi dần dần các bạn ạ. Có nhiều ruột á, người á không khỏe á, nó bị xám xịt và nó trông kinh lắm ốc ạ. Thế á? Sao anh biết? Ruột bà này hồng hào. Anh đã bao giờ làm bác sĩ đâu mà anh biết. Anh với kinh nghiệm 10 phút làm bác sĩ anh chuẩn đoán. Ui, thấy rồi, thấy chung nhẫn rồi các bạn ơi. Đây rồi, nhẫn cưới đây cái gì? Được rồi, lấy ra, bây giờ cái này là gấp đúng không? Cái gì xanh xanh cạnh nhẫn cưới kia? Cái gì nhỉ? Rồi scan xem nào. Để đây anh scan xem quả xanh xanh này là nhẫn cưới, báo vào đây là cái gì? Giống như bã kẹo cao su vậy các bạn ạ. Ờ, có thể nó bị mắc vào đây, nó không đi ra ngoài được. Đúng rồi, một cái đúng một cái kẹo cao su luôn. Bảo sao nó không trôi ra được ba này. Bạn này nuốt kẹo cao su rồi. Ôi giời ơi. Thế đấy các bạn nha, nhai kẹo cao su tuyệt đối không được nuốt. Mà phải lẻ ra, không là nó dính ruột của các bạn vào đấy nha. Rồi nhúp ra đi. Bây giờ phải nhúp. Không nhúp là được luôn, dính đấy rồi, nó dính chặt lắm. Nhúp cái nhẫn là được không? Nhúp được nhẫn là được đấy. Bây giờ cái bã kẹo cao su kia thì sao? Nhiệm vụ của mình là lấy chứng nhẫn thôi mà. Mình xả cho bà chứng nhẫn. Cái này xem là đốt các thứ được không? Không đốt được các bạn ạ. Nó rất là dính luôn. Thế bây giờ mình cắt ra. Nhưng mà nói chung là mình xong nhiệm vụ rồi. Xong là lấy được chứng nhẫn cho bà đấy rồi. Ôi sau khi xử lý rất nhiều đoạn. Tính tiền đến bạn bước tính tiền. Tính tiền đi ông ơi. Tính tiền. Anh tính sơ mình kiếm được 40 triệu. Làm bác sĩ nhỏ nhanh thật. Rồi dịch đi ông ơi. Rồi ok. Đây tôi đã tìm ra nó đây. Đây, và mình đã đưa nó trở lại ngón tay của bà ấy, đeo lại cho bà đấy. Ôi, rửa sạch đi đeo luôn. Đúng rồi, và mình đã sẽ nói với đồng nghiệp và bạn bè của mình đấy về bà này. Một câu chuyện rất là cảm lạnh. Đúng rồi, trong nhiều năm rằng là giai thoại này rất là khó có được, tức là một người nuốt cái nhẫn thì khá là khó. Đúng rồi. Anh khá cũng... là hy hữu xảy ra. Mình lên giường cười thầm một mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và trong một vài ngày tới thì mình sẽ nhận một cuộc điện thoại từ chồng của bà ấy. Ôi, chồng của bà ấy à? Anh ấy giải thích rằng là anh ấy giải thích là bà ấy bị sao đây. Bà ấy được đưa đến bệnh viện và đang được điều trị nhiễm trùng huyết. Hỏng rồi, anh là bà nhiễm trùng. Đúng rồi. Nhiễm trùng huyết cái gì? Đấy là nhiễm trùng máu rồi, hỏng rồi. Nhiễm trùng máu đấy là bệnh khác, anh chỉ hàn và sửa polyp cho bà đấy mà. Bạn sợ rằng nó là lỗi của bạn, thấy chưa? Lỗi không, của anh rồi. Các bạn thấy không? Từ nãy giờ các bạn theo dõi quá trình điều trị của bên Hành làm rất chuẩn chỉ. Cưa polyp ra chảy máu là hàn lại mà. Không. Quản. Đây là ngày bình thường cuối cùng trong cuộc đời rồi đấy. Cấm hết cuộc đời đi. Trời ơi. Thứ ba. Nói chung là làm các bác sĩ chúng ta cần phải học hành rất là chăm chỉ. Đây chỉ là một tựa game để chúng ta chơi giải trí thôi. Pika. Pika. Pika là gì? Nhìn chung có một vài người trẻ như bạn thì cũng gặp các cái bệnh liên quan đến đại tràng. Nhưng mà đây là tôi sau khi mình nhìn thấy cái phim chụp X-quang ấy thì tôi thực sự rất là sốc. Tôi không thể nào mà tưởng tượng ra là cái điều này đã xảy ra bên trong cái ruột của bạn. Đấy, khoảng một năm ấy thì tôi có chịu đựng một cái điều kiện giống như là pika là sao? Pika là cái gì nhỉ? Chịu đựng. Ăn cái thứ thực phẩm không tốt. Nói chung là ăn linh tinh. Và bắt đầu cảm thấy không khỏe. Tôi ăn tẩy và ăn cả bút chì. What the hell? Các bạn không thể nhớ được mọi thứ tôi ăn nữa. Nhưng mà tôi biết rằng tôi đã ăn rất là nhiều thứ khác nhau. Nghĩa là bà này ăn cả đồ vật. Ăn vớ vẩn. Ăn cả túi bóng. Ăn cả vỏ kẹo. Ăn cả linh tinh. Đúng. Và gần đây thì tôi bắt đầu cảm thấy là có những cái item, tức là có những cái vật nó như kiểu metallic. Và tôi bắt đầu ăn cả những cái đồng xu nhỏ. Ăn cả sắt luôn rồi, ăn cả đồng xu rồi. Có khi nào ăn cả cục thép không? Nó như kiểu là cái kẹp giấy này, hoặc là cái screw là cái cưa nhỏ này. Và cái nail á, cái ốc bằng thép. Ốc vít, đúng rồi. Và tôi đã phải nhập viện. Khi mà tôi bị ngã ở nơi làm việc. Trời ơi các bạn ơi, bà này phải là người ngoài hành tinh chứ người trái đất. Ai đi ăn cả ốc vít, ăn cả cái gì thì cũng vớ được bỏ hết vào mồm ấy. Thôi được rồi, bây giờ chắc là mình lại phải lội soi và lấy thậm chí là này. Người ta đã lôi ra từ dạ dày của bà này đến 30 thứ khác nhau. Rồi. Bác sĩ phẫu thuật đấy, bà này phẫu thuật mà. Thì vẫn chưa hết, vậy là chắc đúng vẫn còn mắc trong đại tràng mà mình sẽ phải là người lấy hết ra. Đúng rồi. Và có một vài thứ vẫn đang ở trong cái phần
dưới hơn, tức là cái phần sau cái phần stomach, cái phần dạ dày thì là cái phần ruột ruột non ruột à, ruột là ruột già đấy các bạn ạ. Thì bây giờ là có rất là nó rất là khó có thể để lấy ra được. Đúng rồi, bây giờ mình phải lấy giúp bà ấy từ ruột già ra các bạn ơi. Sau đó thì bác sĩ đã giới thiệu bà này cho bác một cái bác sĩ kia, giới thiệu bà này cho mình, vì mình là một người gọi là master trong việc này. Ok, hôm nay tôi sẽ giúp bà lấy hết những vật thể lạ trong ruột già của bà ra. Khi mà tôi ở trong bệnh viện thì người ta đã chẩn đoán tôi là bị suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng, ăn toàn sắt thì chẳng có dinh dưỡng đâu các bạn. Đúng không? Ăn ốc vít thì lấy dinh dưỡng đâu. Rồi. Và tôi đã có vấn gặp một chút cái vấn đề tiền bạc đấy, trong khi mà tôi không có ăn đó, nên tôi nghĩ là tôi bị như thế. Bác sĩ đã đưa cho tôi một cái chế độ ăn đặc biệt và đưa cho tôi rất là nhiều những cái nguồn thực phẩm khác nhau. Và tôi không có bị như vậy kể từ khi mà tôi được điều trị. Tức là không ăn linh tinh nữa, bây giờ ăn bình thường theo thực đơn của bác sĩ rồi. Rồi ok. Thế là tốt. Rất là tuyệt. Ok, mình tôi mong rằng là bạn sẽ tiếp tục ăn uống và sinh hoạt như thế. Đúng rồi, ăn uống sinh hoạt điều độ, ăn đồ ăn rau củ quả. Đừng ăn ốc vít. Đừng ăn ốc vít, đừng ăn tẩy bút chỉ. Ok, cảm ơn. Okay. Bắt đầu vào việc. Ok, tôi sẽ bắt đầu giúp bạn lấy mọi thứ trong ruột già của bạn ra. Ok. Tuyệt vời. Rồi bây giờ bạn nằm ra để tôi trích thuốc gây mê. Gây mê. Tôi đưa camera vào nhá. Cái này là phải gây mê nha các bạn, bởi vì là nguyên lý của ruột già ấy là nó tống những cái thứ từ bên bên trong ra bên ngoài. Tiêu gây mê. Sao lại gây mê y tá? Gây mê bệnh nhân gì để gây mê y tá? Ngáo diễn thật. Diễn thôi, nhầm nhầm. Mình sẽ chuẩn bị là tưởng tượng ra mọi thứ. Ô, ruột cô này đấy các bạn thấy không? Mình bảo mà những cái người mà ăn uống linh tinh ruột sẽ không được hồng hào và không kiểu là trông không ruột khỏe. Ruột như màu đất, như màu đất đỏ ba trông ra. Trông nó không được khỏe đó các bạn. Gì gần đây thì đang chảy máu kia. Đây. Rồi, bà này bị chảy máu ruột. Đúng rồi. Phải gọi là chữa lành vết thương cho bà này ngay lập tức. Yên tâm đi. Ôi, chảy máu nhiều chỗ lắm. Ăn toàn ốc vít nó đâm vào ruột nó chảy máu đúng không? Đúng rồi. Yên tâm, đã có bác sĩ Bê Quý Thành ở đây. Chuyên khoa tiêu hóa. Bác sĩ Michael Thành. Michael Thành. Và, đấy. Và y tá Michael. Đây này. Michael ốc. Bình vít đây này. Ôi dồi ôi, thế này bảo sao? Ốc sao lại ai Michael ốc, phải là Elizabeth ốc. Elizabeth Chanel. Không phải Elizabeth, mình nghĩ là mình sẽ đặt tên là Jennifer. Jennifer ngáo ngơ. Jennifer. Ok. Bây giờ ăn cả đồng xu thật đây. Nhúp ra cho bà đấy không? Okay. Núp ra chứ. Cái này núp ra này. Ăn cả tiền đi thì hết. Rửa đi, tống lấy ra ngoài đi. Rồi, các bạn đừng như bà này nhá, đừng ăn uống linh tinh, đừng cái gì cũng bỏ vào mồm nhá. Hết người đấy. Mình khám này mình mới biết là tiêu hóa của những người này họ ăn ui dồi, toàn ốc vít thôi các bạn. Xong rồi. Núp lên trên đầu có cái kìa. Rút ra. Đây, ui dồi. Ui dồi, máu túa vào camera. Mau cầm máu ngay. Cầm máu ngay, không cầm là người ta mất máu đấy các bạn ạ. Bà này nói chung là em phải tính tiền ngay từ bây giờ. Tính tiền. Ô, cái gì đây? Cái này là cái kiểu như là cái metallic ấy. Cái mà như kiểu mình cái bạn tưởng tượng ra là cái bên trong, cái mặt trong của cái gói bim bim ạ. Ôi ai nuốt cả kim băng luôn các bạn ạ. Bó tay rồi. Thiệt rồi, thế này ăn uống linh tinh quá rồi các bạn ơi, quá là nguy hiểm. Này chết toi. Kim băng nó còn bị dỉ rồi cơ. Đúng rồi, thì để lâu mà, nó mắc ở trong này lâu lắm rồi. Nó cắm vào như thế này thì cứ thủng ruột, đúng ra là hy sinh rồi. May là gặp bác sĩ Bưu Thành kịp cứu ra. Chứ để cái này nó xuyên thủng ra ruột thì thôi xong. Xin vĩnh biệt cụ luôn chứ. Đây bạn này bây giờ là có polyp rồi. Đây, để anh rửa đi nhá. Rồi rửa đi, đúng rồi. Quá sạch sẽ, quá hợp lý quả bí luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ cắt cái polyp này ra. Ok. Nói chung bệnh của bà này là ăn uống linh tinh và rất là nặng nha các bạn. Các bạn không được ăn uống nặng lắm, bà này nặng lắm rồi. Không có mình ra tay, đúng bà này sống kiểu gì các bạn. Ủa lại cái kim bằng này. Ui đồ, cái gì đằng trước kia. Cưa còn không đứt luôn các bạn. Bắt buộc là phải nhúc nó ra thì mới được. Nghe tiếng tặc cái mà. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Ok. Trên bà ăn cái gì kia. Ăn bút chì luôn. Đây, tẩy bút chì đây à. Ăn phần đầu của bút chì đấy. Không giống, giống viên pin hơn đâu ạ. Pin. Pin à? Ô, pin à. Ôi giời, ăn cả pin thế này thì chị thì các bạn ạ. Đây. Để anh rửa trôi. Ăn cả pin thì chúng tôi chịu rồi. Ở đây chúng tôi không làm được những cái việc như thế ăn. Ok. Ok, đứng người lên trên kia rồi rửa đi. Mình nghĩ là cũng khá ok rồi đấy.
Chưa. Ok đấy. Ok. Chơi đi. Ngô này thì là thức ăn không sao cả. Rửa mấy cái đinh này đi các bạn. Ok. Nhưng mà nó trôi rồi đấy các bạn, mình sẽ tiếp tục. Nhanh để xử lý xong cái bà này thôi, mình nhìn thấy trầm cảm quá các bạn ạ. Vẫn còn hả? Gì đây? Bà này sắp ung thư rồi. Ruột này là yếu lắm rồi các bạn. Nên các bạn ăn uống và nhớ là tập thể dục thể thao thật là cẩn thận nha, không là dễ bị bệnh lắm. Tiền này. Đấy, chữa trong bà này là cũng kiếm được khá đồng tiền đấy các bạn. Ui, lại chảy máu rồi. Ui, cái gì kia? Cho rửa tiền cho nó trôi tiền rồi đã. Rửa đi. Rồi. Hai bà này tiết kiệm bằng cách nuốt tiền vào bụng. Giống như kiểu lợn tết, lợn đất. Ai là thế? Và từ từ mình nhúc cái này ra nào. Bán rau lam kìa. Cái gì mà nhiều, cái gì ghê này. Nói chung từ từ đã đi đến đâu hay đến đấy. Anh thấy bà này càng ngày càng dị rồi các bạn. Ôi, ăn cả rau lam thật đó. Ôi, từ trầm cảm rồi. Rút ra. Trời ơi. Quá kinh luôn, càng ngày càng thấy bất ngờ. Bà này hoang tưởng rồi. Quá khổ. Bác sĩ này xứng đáng được 10 tỷ một tháng. Có vẻ như là ổn định rồi. Trông có vẻ là trong này hết rồi các bạn ơi. Cái gì chưa hết ốc ạ? Cái gì kìa? Cái gì trông kinh ngạc? Pin à? Pin. Không phải pin, cắt tút đạn. Bà lại ăn cả đạn à? Ăn cả vỏ đạn các bạn à? Ôi giời ơi, tôi cũng đến chịu vỏ đạn ấy. Luôn à? Vỏ đạn này, cắt tút đây này. À, hóa ra cái này là cái cắt tút à? Hay ông là không biết là cắt tút. Hay là vừa mới chơi cái trò gọi là co quay sinh tử nên nuốt luôn lỏ đạn vào đây. Đấy, hết rồi đấy, cuối cùng là cái vỏ đạn nha. Rồi tính tiền. Tính tiền. Ba này phải tính 120 triệu. 120 triệu. Wow. Đây. Mình thực sự đã tạo ra khác biệt với cái ca bệnh ngày hôm nay. Đúng rồi. Mình còn chưa từng nghĩ là sẽ có một ca bệnh như thế này. Thế ra là một thời gian dài trước đây ấy thì mình cũng đã di chuyển, gấp bỏ những cái dị vật nguy hiểm từ ruột. Nhưng mà đây nó quá nguy hiểm, dao lam này, đinh này, lò xo nhọn hoắt này. Mình cảm thấy rất là hài lòng đấy, với khi mà đã cải thiện được cuộc sống của người khác. Đúng rồi, bác sĩ mà. Đúng rồi, để mà gọi là chúc mừng thì mình sẽ ăn một cái bánh pizza thật to cùng với vợ của mình đấy, và bắt đầu ngủ khi mà mình xem một cái chương trình TV rất là khá là cũ rồi. Ok. Thứ tư rồi. Thứ tư rồi. Hayden Cargo là gì? Đấy là tên bệnh nhân. Tên bệnh nhân à? Hayden Cargo, cái gì đấy được giấu ấy. Không phải tên bệnh nhân đâu. Không phải tên bệnh nhân đâu, ốc ấy bảo tên bệnh nhân. Hàng hóa được giấu đi. Tôi là một người câu cá. Tức là người đánh bắt cá. Nhiều năm rồi. 17 năm rồi. 17 năm rồi các bạn, rất lâu rồi, thâm niên trong nghề. Hàng ngày đánh tôi bắt ra cá. Và tôi trở về nơi mà tự nhiên đã cho tôi. Thiên nhiên cho tôi. Mọi thứ tôi ăn đều đến từ biển. À, thường xuyên ăn hải sản. Ví dụ như mực. Không, ví dụ chắc như gì. Bạch tuộc. Chắc gì, xuống đây. Rất là lạnh, cô đơn và nguy hiểm, cuộc sống nguy hiểm. Đúng rồi, lênh đênh trên biển. Nên là yêu cầu một cái sức khỏe cực kỳ là tốt, dẻo dai. Gần đây tôi cảm thấy sức khỏe của tôi đã xuống dốc một cách rất nhanh. Tôi cảm thấy mệt trước khi mà tôi kéo cái bộ phận như kiểu hãm lại cái con thuyền ấy. Mình không biết là bộ phận gì các bạn ạ. Mỏ cái neo móc cài ở cái móc. Thế là gọi là mỏ neo. Cái móc các bạn, cái móc. Rồi. Tiếp. Tôi cảm thấy rất là đói vào tất cả mọi lúc. Tôi lúc nào tôi cũng đói hết. Và sau khi mà ăn thì tôi lại ăn rất là nhiều. Nghe chừng bệnh nặng. Tôi đang giảm cân rất là nhanh. Đấy, tôi rất là sợ về điều đấy. Đang bị sụt cân. Ăn nhiều mà lại bị sụt cân. Đấy. Thế là có bệnh cả. Tôi dường như là thậm chí có lúc lại còn bị quá cân lên. Mà tôi lại thường thường bị quá cân lên cơ. Thế lúc bình thường là rất là tăng cân nhưng bây giờ đột nhiên giảm cân. Nhưng mà ở một vài tháng trước đây thì cân nặng của tôi đã trời ơi, nó chỉ còn là đầu 3 hay sao. Ôi trời, 30 cân. Giảm à? Tức là giảm còn có 3 lần. Giảm còn có bằng 1/3 ngày xưa. Ôi. Ngày xưa 150 cân, bây giờ 50 cân. Ví dụ ngày xưa là 60 cân, bây giờ còn 20 cân. Đấy, kiểu vậy. Tôi rất là lo lắng. Và thật sự là tôi không biết gì, không biết phải làm gì.
thì đến gặp bác sĩ tôi, yên tâm tôi sẽ chữa khỏi cho bạn. Ok, vậy ông nói là mọi thứ ông ăn đều đến từ biển đúng không? Vậy ông ăn cá à? Mà không nấu à? Cá sống à? Ôi giời. Ngỏ, đúng gọi, rồi, tôi ăn cá sống. Úi giời. Thôi thôi thôi, ăn cá sống nhiều bảo sao. Ăn đồ nên ăn đồ nấu chín nha các bạn. Nó rất là tươi, mà không cần nấu đâu. Úi giời ơi, ăn cá sống kinh quá. Ôi trời ơi, rất là nhiều những con ký sinh trùng ở trong, sống ở trong cá tươi đấy. Và cả những cái sinh vật biển nữa. Ờ đúng rồi, có những ký sinh trùng nha các bạn. Ăn đồ sống có thể mình bị nhiễm sán các thứ luôn đấy. Đúng rồi. Rất có thể là bạn đã nhiễm ký sinh trùng rồi. Thôi. Đây chính là nguyên nhân gây ra cái vấn đề của ông đấy. Quả này mà anh cảm thấy là hơi ghê đấy. Trời ơi, nhưng tôi đã ăn nhiều năm rồi và tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Thì nhiều, bây giờ nó vấn đề đó. Bị ban đầu ăn chả không sao, nhưng mà tích tụ nhiều năm thì có sao luôn. Đúng rồi. Nhiều cái người sống với ký sinh trùng một thời gian dài mà không vấn đề gì, nhưng mà khi mà con ký sinh trùng nó phát triển, nó lớn hơn ấy, thì là nó sẽ gây ra vấn đề nha các bạn. À, và nó có thể làm cho nó có thể phát triển trong cái quá trình nó, tức là nó có thể lấy đi của mình rất là nhiều cái chất dinh dưỡng trong quá trình nó phát triển. Đúng rồi, giống như nó ký sinh vào ruột các bạn, sau đó các bạn ăn vào chất dinh dưỡng nó sẽ hấp thụ hết. Còn các bạn chả hấp thụ được cái gì. Ông bảo là tôi nghĩ rằng bác sĩ đã đúng. Và tôi cảm thấy là thậm chí là tôi còn bị bệnh gút. Ôi trời, gút. Ăn hải sản lắm là bị gút mà. Tôi cảm thấy là thường xuyên bây giờ là bị co giật. Đấy. Giật. Đúng rồi. Tôi cảm thấy thật sự là cái bệnh gút của tôi nó đến hàng ngày. Thế ông này luôn thường xuyên bị đau. Bệnh gút có những người không phải lúc nặng bị đau đâu, nhưng ông này bị đau hàng ngày luôn. Thế là nặng. Đấy. Một đống quằn quại của cá. Tức là một đống cá nó cứ con này nó con kia sống, nó cứ đập gọi là quằn quại kiểu đấy ấy. Ok, tôi chắc chắn là không có điều xảy ra ở đây đâu. Đấy. Yên tâm đi. Ông này không ý là ông này bị sợ bị co giật hay sao ấy. Không sao đâu, không sao đâu. Không sao. Tôi nhưng chưa nó chỉ tâm. Có mỗi cách đó để chúng ta có thể tìm ra và chữa trị thôi. Nó sẽ cả làm cho ông cảm thấy thoải mái và chúng ta sẽ bắt đầu. Bắt đầu. Các bạn hãy chuẩn bị một tâm lý vững vàng và nhớ là đừng ăn cơm khi xem. Anh nghĩ là chắc chắn sẽ thấy những thứ mà các bạn không tưởng đâu. Lúc nãy mới chỉ thấy đinh sắt thôi. Cái gì đâu nâu kìa. Bắt đầu. Gì nhỉ? Scan ra là cái gì? Chắc là nó một loại thức ăn gì đấy của ông này thôi. Từ scan đi, anh cũng mới scan thôi. Cái gì nhỉ? Cá sống à? Mảnh cá sống à? Gì vậy? Một cục phân. Một cục phân. Nhưng không phải của con người. Thế ông ấy vặn phân gì? Hoặc là bọn ký sinh trùng nó ị ra ruột của ông đấy. Mình phải nghĩ chiều hướng đấy, ông đấy ăn phân gì. Ốc đúng hết cứu ốc rồi cho đi làm bác sĩ là bị đuổi việc luôn. Cắt cơ mà, nhúm cái gì mà nhúm. Đây không cắt được rồi các bạn ơi. Polyp cắt được chứ. Mới chỉ vào đầu thôi. Ruột ông này cũng không khỏe lắm đâu các bạn. Ông này bị nhiều polyp quá. Ăn uống linh tinh ăn đồ sống mà. Tất nhiên người có thể không khỏe rồi. Tôi không phải đâu. Cái gì con gì mà không phải polyp đâu, nó nhung rồi. Chân cái kia. Con gì đấy, scan ngay. Độc lạ Bình Dương. Độc lạ Bình Bông chứ. Con gì á? Một cái loại ký sinh trùng ở dưới nước các bạn ạ, nó ký sinh vào máu. Đấy, chúng ta phải giết nó bằng cách rửa đi. Không phải nhúc nó ra rồi. Đúng rồi, phải nhúc ra mình rửa. Đúng rồi. Không được, đốt nó. Thử. Giết nó bằng kiểu này, cưa nó luôn. Cưa nó ra các bạn ạ. May hả, mấy con ký sinh trùng kinh ấy. Ủa, nó dẫy rồi. Dẫy này. Dẫy vì chúng tôi à. Cắt luôn con kia đi. Anh biết ngay mà, vào đây kiểu gì gặp ký sinh trùng. Càng ngày càng ghê rồi các bạn. Y tá ngủ tí nhé. Y tá không tập trung làm việc các bạn ạ. Y tá này không được rồi đấy. Bác sĩ này vừa chiếu camera vừa phải chữa trị cho khách hàng. Y tá thì ngồi chả làm cái gì. Không cổ vũ bác sĩ thì... Con này to lắm này. Đâu? Ui, con này là con cụ. Con này cụ tổ. Ôi, con trên trên không thấy à? Quên à? Tí bỏ quên. Không sao đâu, giả vờ ngu thôi, giả vờ quên thôi. Bác sĩ quên chữa bệnh. Đây. Rửa đi.
sạch sẽ luôn. Ok rồi. Hết sạch luôn. Rồi, đây chính là phân của cái con mấy trên con đầu kia. Có con ạ. Đi quay lại nhìn thấy biết. Con này to thật. Con này nó phải cụ tổ ở đây. Ờ nhỉ. Ủa nó kêu ấy đâu? Nó kêu cái gì? Nó kêu như lợn ấy. Kêu như lợn ấy. Ủa chân nó kìa. Dãy mà, đây toàn phân của nó này. Lúc đầu mình tưởng phân con gì ấy là phân con này các bạn. Sắp hết rồi các bạn. Mà bữa nào tính tiền gọi. Cưa. Cứng thật đấy. Oh. Các bạn xem Bi Cứu Thành chữa bệnh cho người khác là các bạn hơi mệt nhá, nhưng không sao đâu. Mình phải làm việc kiếm tiền. Đây mình stream một ngày để trải nghiệm làm bác sĩ. Đấy, làm bác sĩ không phải đơn giản đâu, làm việc phải là thật sự thận trọng các bạn. Cẩn thận. Thì bệnh nhân của mình mới tin tưởng. À, gần hết rồi. Bây giờ mới qua phần đầu tiên thôi, không biết là phần sau nó còn có những con ký sinh trùng kiểu gì nữa đây. Ông sẵn sàng chưa? Không, chẳng sẵn sàng đi ngủ. Sẵn sàng đi ngủ gì, sẽ có những con rất là độc lạ luôn. Đảm bảo. Làm em bất ngờ luôn. Cái gì cũng nghe nguẩy kìa. Eww. Kinh quá. Eww. Ê, con này bằng giết nó bằng cách nào? Scan nó đi xem nó là cái gì. Scan đi. Chúng như con giòi á, kinh quá. Trời ơi, buồn nôn quá. Anh nổi hết cả da gà lên rồi cốc ơi. Ui, nó còn có cái mồm kìa ai à. Đây là một cái con ký sinh trùng mà giống như là một con sâu á. Bây giờ chúng ta sẽ phải dọn dẹp nó đi, nếu không mà nó sẽ nhân sinh sản rất là nhanh. Ui giời, giống như con giòi. Ui ôi trời ơi, càng ngày càng kinh các bạn ơi. Mình không muốn chơi game này nữa đâu. Eo. Rút một lèo luôn mấy cái này. Eo, nhưng mà rút kể dáng thú vị phết. Really nigga. Không. Con gì đây? Con này nhìn như cái que. Con này độc lạ này, con này mới này. Kinh quá. Ok, để anh hàn lại một tí là được. Anh cầm máu lại. Ok. Ai à, tí không biết còn gặp con gì nữa. Mới đến phần thứ hai của ruột thôi. Ok, rửa luôn. Rửa đi. Ui kinh không? Trông ghê thật chứ. Quá ghê luôn các bạn ạ. Xem cái này ám ảnh luôn rồi. Trưa nay khỏi ăn cơm luôn. Nó đóng kén, nó đóng tổ rồi. Ôi, bây giờ mình phải cưa, cái này phải cưa. Của ông này là ai bảo ăn cá sống chi, bây giờ là ăn nhiều quá, các bạn ăn cá sống các bạn phải tẩy giun. Tẩy giun à, nói chung ăn đồ sống mà anh phải có đảm bảo cơ, chứ ăn cái kiểu đúng rồi, ăn biển ngay về không được đâu. Ăn gỏi thì chúng ta phải được kiểm soát chặt chẽ, phải xem có ký sinh trùng không. Chứ ăn sushi cái thứ nữa cũng cần phải có nguồn gốc rõ ràng, đừng ăn sushi linh tinh. Mình rất là thích ăn sashimi đấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, nó vỡ ra, nó pe tét ra toàn giòi. Ôi giời ơi, thôi rửa đi, bê kinh quá bê Thành ơi. Mày Hàn bụng lại. Rửa. Trời ơi các bạn. Rửa đi thôi chứ trông kinh quá các bạn ơi. Trôi ra đi. Đấy. Sạch sẽ luôn. Đấy các bạn không, mình làm tí là sạch sẽ gọn gàng luôn. Ủa. Cưa cả cái ở trên nữa, polyp ở trên nữa. Ok. Ôi giời, quá hợp lý luôn các bạn. Cái gì nữa đây? Được rồi. Ok rồi đấy. Rồi, chơi đi.
Chơi rồi. Ok đấy, tiếp tục rồi các bạn ơi. Không biết là sẽ gặp cái gì tiếp theo nữa. Đây rồi. Đây chính là phần cuối của đoạn ruột ông này các bạn ạ. Mình sẽ bắt đầu đi vào đây. Kiểm tra xem còn có những cái con ký sinh trùng gì nữa. Vẫn còn đấy. Vẫn cái con... cưa luôn là được. Những cái con này mình thấy thích hơn là mấy cái con nó bám vào rừng ruột các bạn ạ. Mình không phải chữa chảy máu. Các bạn nhìn kinh không? Quá kinh. Quá kinh luôn. Chuẩn bị lên rửa đi. Về chưa? Sạch sẽ chưa? Nha, về nhà đừng ăn cá sống nữa nha. Bác sĩ nói là phải lên nghe trên, Cái gì à? Con gì như kiểu nó đang làm ruộng ở trong. Uê! Uê! Con này là con gì? Con này như con mò. Con này scan nó là cái gì thầy? Trời, con gì đây? Trong bụng này con có cả con gì đây ốc ơi? Nào scan đi. Trông nó kinh quá, anh không muốn làm lại gần luôn đây này theo. Nó đang làm ruộng á. Scan đi. Con gì đây? Nó là một cái con như con giận. Nó hút máu các bạn ạ. À, con giận hút máu chui vào đường ruột hút máu. Ui, nó đang hút máu này, nhấc không lên luôn. Con này cắt ra, xiên luôn. Kêu lắm. Cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái móc câu. Móc câu thật ốc ạ. Ăn cả móc câu cá. Có cả con cá sống luôn nè. Cá còn có giòi kìa thì ông. Ông này nuốt chửng con cá. Cái gì khóc đấy? Cá khóc tiếng trẻ em bé. Cưa luôn cá đi. Con này thành tinh rồi. Ấy đi. Cắt bỏ nó đi. Mày cứ kêu. Không cắt được ạ. Thôi rửa đi. Sợi cá khóc thì em bé nhỉ. Giật cả mình. Giật cả mình. Cá tinh rồi. Cá yêu tinh, ăn cá yêu tinh bảo sao là thế nhỉ. Không phải, nó nãy mình quẹt vào cái đuôi con cá, xong đuôi con cá nó đập lại. Rồi, đây, anh cho các chú ra lũ đít đây. Đây, khổ quá đây, mệt quá đây. Ok, chắc hết rồi đó. Hết rồi đấy các bạn ạ. Không, con sò. Ăn cả sò luôn. Có ngọc trai kìa. Ôi rồi, được rồi, đây là thành quả của mình sau công làm việc được viên ngọc trai các bạn. Được scan thêm cái gì? Ngọc trai đấy, chứ còn gì nữa. Một viên ngọc trai hoàn hảo các bạn ạ. Lấy luôn. Xin cảm ơn. Không được à? Ủa? Rửa. Đây rồi. Rửa các bạn. Nó lăn ra ngoài. Lấy được hẳn một viên ngọc trai. Ôi giời ơi, giàu rồi. Thôi được rồi. Mình xin luôn viên ngọc trai chứ mình cũng không thể nào mà chịu đựng được nữa rồi. Bảo ăn cái gì ăn ta linh tinh các bạn ạ. Chịu luôn. Mình sẽ chưa rồi nhìn thấy những cái con ký sinh trùng như vậy trước đây. Trời ơi, thật là quá tồi tệ. Mình còn chưa nhìn thấy, chả ai nhìn thấy còn kinh như thế các bạn ạ. Những cái rác thải sinh học ấy thì có chứa những cái ký sinh trùng ấy các bạn ạ. Rất là ghê luôn. Mình chắc chắn rằng là những cái tất cả những con ký sinh trùng này đã được ra khỏi người bệnh nhân của mình. Rồi, đấy, thế là bệnh nhân bây giờ khỏe mạnh rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Và mình đã kê cho anh ấy những cái loại thuốc để tiêu diệt ký sinh trùng kiểu đấy. Đây là một công việc mà đôi khi khiến cho mình cảm thấy không được hài lòng, không được vui vẻ lắm vì nó kinh. Quá là ghê. Anh ta đã rời văn phòng của mình và có một chút sốc và hơn một chút yếu một tí. Chả yếu à? Nhiều ký sinh trùng thế. Nhìn thấy con bị gây mê, nó bị mệt đấy các bạn ạ. Đấy, tối hôm đó vợ của mình đã nấu cho mình món spaghetti nhưng mình không thể ăn nổi. Nhìn thấy bọn giòi, tưởng tượng đây đã mấy bọn giòi đang trong bát canh. Mình đã tắm rất lâu và đi ngủ sớm. Mình hy vọng ngày mai sẽ không phải là sẽ là một ngày nhàm chán thôi. Sẽ không có bệnh nhân nào cả để mình đỡ phải làm. Đúng rồi. Nhưng không. Sắp nghỉ hưu rồi. Nhưng không nha. Rồi. Thứ năm là thịt. Thịt.
Ôi đau bụng quá, đau bụng quá. Đây là bệnh nhân nói nha, mình nói là có lẽ là sự xuất hiện ở đây của tôi ngày hôm nay là bởi vì là tôi rất là thích ăn đồ ăn. Công việc của tôi là viết về đồ ăn và nhà hàng, review. Mặc dù tôi không tự coi mình là nhà phê bình nhưng mà tôi hiếm khi thất vọng về đồ ăn. Loại đồ ăn yêu thích của tôi là thịt nướng. Tôi thường viết nhiều những cái lời lẽ hơn cho thịt nướng hơn là những chủ đề khác. Đấy, đau dạ dày rồi. À, đau bụng quá, đau bụng quá. Ôi, nhìn ông có vẻ đau. Quá đau luôn. Ừ, đúng rồi, tôi rất là đau trong ruột ấy, thật là tệ. Tôi, cái ruột của tôi nó sẽ đỡ đau khi mà tôi ăn nhiều đồ ăn hơn. Hả? Càng nhiều thì càng đỡ đau, rất lạ nhỉ. Không chính xác là những gì mà cái ruột nó làm việc đâu. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy nó, tôi có thể nghe thấy nó ở trong người luôn. Tôi nghe thấy có một cái gì đó ở trong tâm trí tôi gợi nhớ tôi nhiều đồ ăn hơn. Thèm đồ ăn hơn. Đúng rồi. Và khi mà tôi cứ như thế thì tôi biết rằng tôi đang bị đau. Cơn đau chỉ dừng lại khi tôi ăn thôi, tôi cho nó ăn. Nó hình như nó đang điều khiển tôi. Có kiểu ruột điều khiển con người luôn. Tôi không thể nói rằng là có một cái gì đấy ở đây giống như là một cái loại hơi một loại thuốc hơi là nhân văn đấy, kiểu gì đấy, nhưng mà tôi có thể thấy là bạn đang phải chịu đựng và tôi sẽ muốn dừng lại cái điều này cho bạn, dừng lại nó. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức. Ok mình sẽ giúp ông này xem là cái bụng của ông này là sao mà bây giờ điều khiển của ông này. Rồi bắt đầu, tôi sẽ đưa camera vào ruột của ông. Ruột ông này trông có vẻ là cũng được, không đến mức mà xám xám thì có thể là đưa nhanh hơn được không? Không thể đi nhanh hơn được. Camera phải đưa từ từ. Em thọ quá thì người ta chết à. Ngém thật. Đúng là chỉ làm y tá làm sao được là Michael Thành được. Làm sao giống Michael Thành. Jennifer. Jennifer ngáo ngơ thì cuộc đời mãi mãi chỉ là ngáo ngơ làm y tá ngáo đá thôi. Ê, ông Tài con mắt. Có con mắt. Nhưng mà cũng có thể là cái kẹo mắt. Không đâu, nó nhìn mình nha. Nó nhìn. Đốt luôn. Nhúp à? Đốt đi. Đốt. May quá, nếu phải cắt thì còn phải hà nữa, lâu lắm. Đúng rồi, cắt thì nó bị chảy máu, mình còn phải ấy nữa. Ý ông này miêu tả là cái cơn đau ấy, nó muốn được ăn chứ ông ấy đâu có muốn ăn đâu. Đúng rồi, vì à? Răng, cái này phải nhúp hoặc là cưa. Ôi ruột bây giờ tự có răng, ruột tự đòi ăn luôn rồi. Ruột này quá đẳng cấp luôn. Có cả con quái vật trong ruột ông này mất. Thôi. Nhổ răng đi đây với thầy. Nhiều răng á. Rồi ok, sạch sẽ luôn. Xèo, mùi thịt nướng. Ông khen ba được gì. Nhìn không? Nhìn nè. Ok đấy. Quay lại rửa đi. Quên mất đấy, ông không nhắc, ông quên rửa. Thế ông mới là y tá chứ. Rồi, rửa đây, sạch sẽ rồi nha. Xong đoạn ruột đầu tiên rồi, lại đến với ngô. Không có bác sĩ nào ồn ào như anh luôn á Thành. Bác sĩ phải nói cho bệnh nhân hiểu nhỉ? Bệnh nhân đang gây mê, nó ngủ rồi. Không, mê nửa thân thôi. Mê có toàn thân đâu. Gây mê là chả gây toàn thân, gây tê mới là gây tê một nửa, gây mê rồi. Không, anh mê nửa thân thôi, à, gây tê thôi. Không, em cảm nhận. Có một tổ chức răng mọc cụm với nhau. Răng vẩu à? Xèo. Đứng gần thế không nhúc được đâu. Rửa đi kéo nó khuất. Chân răng mọc còn cứng hơn cả chân răng người ạ. Toàn đi hết 1/3 ruột rồi. Một hình như chúng ta không cầm máu, chả sao đâu bên thầy. Không, không cầm máu làm sao được. Mình là bác sĩ, mình phải có cái tâm. Ghê. Đến với phần thứ hai của ruột ông này. Không biết chuyện gì xảy ra và chúng ta sẽ gặp những cái gì nữa đây. Rồi, một cái vật thể rất... Tai. Cái tai. Con vật này nó có tai. Con quái vật này nó có tai. Đây là tai hay là miếng bít tách? Cái tai, nhìn cái lỗ tai, vành tai nhìn rõ luôn. Ồ.
Cưa đi, cưa hết, cưa hết, cưa hết. Cưa một thể đi. Các bạn ơi, có tai ở đây, tai mát luôn rồi. Bây giờ nó mọc ra đúng kiểu anh bảo là nó trở thành một thực thể sống rồi các bạn ạ. Chẳng biết chỗ nào mà xì thì họ xì đi, cơ thể nó có cơ chế tự chữa lành mà. Không, nhưng mà em để nhiều chỗ nó mất máu là không được, là không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Là bác sĩ bị đuổi việc. Rửa đi, kinh quá. Nhưng rửa chỉ có sạch thôi, lại mắt. Ủa kìa. Cái gì cơ? Ngón tay. Ông này có phải ăn thịt người không? Không, mà ruột ông này đã bảo rồi, chuyển thành kiểu một thực thể sống rồi. Cái tay kia mình phải nhổ nó hả? Hay là mình làm gì nó? Tay này chắc chắn là phải nhổ rồi, không nhổ là không được. Ruột ông này mọc tai, mọc tay, mọc răng, mọc mắt rồi. Kinh quá các bạn ơi. Càng ngày càng thấy bất ổn. Độc lạ bình phong quá. Kéo tiếp đi. Ui. Phải đúng chiều thì thực ra thì nó mới dễ lên được các bạn ạ. Đúng rồi, đúng chiều. Chứ không phải là mình kéo gãy gãy là nó cũng bản ra đâu. Không đơn giản đâu. Giật mạnh ra nó ra này. Giật. Bra. Không ra ấy. Ok. Đấy, rồi. Ok. Ra lại đi. Chỗ này một bàn tay được rồi. Ừ. Ôi, sao hết chưa? Lâu quá tài ta. Trên kia chảy máu luôn kìa. Tự nhiên chảy máu ra luôn. Không có gì tự nhiên. Chắc là có vấn đề gì đấy xảy ra ở đấy thôi. Sao tự nhiên ruột lại chảy máu. Đấy này. Hay lại răng à? Ừ. Trên này vẫn là răng à? Nhổ ra. Nhổ răng. Tự nhiên răng làm bác sĩ đường ruột lại chuyển thành bác sĩ nha khoa. Có răng mới tai. Để tai mũi họng. Ôi trời ơi, toàn bệnh nhân độc lạ thế này. Mình là từ làm bác sĩ ra toàn gặp mấy bệnh nhân ối rồi này nhỉ. Rồi đấy. Có vẻ chúng ta sẽ đến với đoạn ruột tiếp theo rồi. Đến chưa? Nãy giờ mình chưa rửa đây, mình xả nước xuống là trôi các bạn. Nó ít thôi, chỗ này. Nó ít thôi, mình sẽ rửa một vòng này nó sẽ trôi hết xuống. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp tục. Đấy rồi, đến phần ruột cuối cùng của anh đấy rồi. Ôi rồi, mỏi hết cả lưng các bạn, làm bác sĩ một tiếng đồng hồ rồi. 2 tiếng rồi các bạn ạ. Ờ, tụi mình chơi game này làm bác sĩ là 2 tiếng rồi đấy. Đến gần tim rồi, nghe tim đập thình thịch kìa. Nên là các bạn xem video nhớ xem quảng cáo ủng hộ tụi mình nha. Đấy, bây giờ là âm thanh nó sẽ im ắng một chút. Vì chúng ta thấy chiếc răng. Không phải răng, cái gì ạ? Cái gì kìa? Đây là cái gì các bạn? Scan đi. Một cái răng nhưng không phải của con người. Ôi dồi ôi. Ruột mọc răng nanh. Không phải răng nanh luôn ấy. Cái răng của động vật hay gì ấy chứ không phải của người. Ruột mọc răng này. Có khi nào tí nó nhai camera của mình ra không ốc? Rồi. Có vẻ như là anh vừa xử lý hết cái đống răng này. Anh rửa cái thế nào. Chỉ có mỗi cái răng này hả? Đoạn này có mỗi răng thôi. Lên trên là. Trời tối om rồi, một đoạn này nó sạch sẽ rồi. Cái gì kìa? Cái gì đấy? Ồ, con bạch tuộc nhưng mà cái mồm của nó lại là cái đầu. Kinh quá luôn. Nhổ ra. Scan nó đi xem là chúng ta sẽ tiêu diệt nó như nào. Mày là con sinh vật gì mà mày kinh thế này hả Mai? Đúng rồi. Mày là con quái quỷ gì thế? Đầu, một cái dạng giống như đầu của bệnh nhân ở trong. Nó phát triển ở trong ruột của... Nó sắp phát triển thành một cơ thể mới rồi. Ờ, của ông bệnh nhân này các bạn ạ. Ủa, rồi. Rồi, xong rồi. Để, chúng ta sẽ đốt nó. Hay là chúng ta sẽ cưa nó. Đốt. Dậy đi. Đó. Toang chưa. Gì đây nữa. Ờ, nửa đầu cũng đấy một thôi mà. Nửa đầu thôi. Đốt tiếp đi.
Trông kinh thật. Hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cần rửa sạch sẽ trong này là được. Cái nửa đầu, ui răng nữa. Răng ấy. Sạch sẽ chưa, sạch sẽ chưa. Đấy nhá. Đây chắc là chùm cuối này. Đây là đầu, đầu cái ruột đang phát triển. Một cái đầu giống hệt ông ấy, nó sắp phát triển đến một thực thể khác hoàn toàn ông đấy luôn. Vậy là mình đã chữa trị cho cái ông ấy thích ăn thịt này rồi. Đấy, và cuối cùng là cái dạ dày của ông ấy là trở thành một cơ thể mới luôn. Mọc cái đầu, mọc răng, mọc tai để nghe. Nói chung bệnh nhân ngay lập tức đã phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Mất một nửa giờ bạn ngồi xuống, bạn bắt đầu bạn kiểu như mình ngồi sụp xuống trên sàn ấy, ở trên sàn nhà và nghĩ về những cái gì vừa xảy ra. Quá mệt. Oh my god, mình không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi luôn. Sau đó vào buổi tối thì mình đã nói chuyện điện thoại với bệnh nhân của mình. Mình không ăn được một cái gì vào bữa tối cả. Và mình cũng không nói chuyện với vợ mình. Cô ấy thật sự rất là quan tâm về đến mình, xem mình dần dần Michael Thành đã bị trầm cảm rồi. Mình nghĩ rằng là cái bệnh nhân của mình, mình nghĩ về bệnh nhân của mình và mong rằng là mình có thể hỏi, mình có thể kiểu như yêu cầu cho anh ta một ít lời khuyên ấy. Cuối cùng bạn cũng ngủ, nhưng không lâu, không ngủ được lâu. Thứ 6, ngày 13. Blockhead. Đến thứ 6 thì mình gặp một pha gọi là tắc nghẽn. Tắc, tắc ruột không ị được. Đúng rồi. Đây, ruột của tôi rất là kỳ lạ và không thoải mái. Tôi hình như đã mắc kẹt một cái, có cái gì đấy đã mắc kẹt trong người của tôi. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn vào tuần trước. Tôi hy vọng là nó không phải là một cái tumor, nó là cái tua vít à? À, nó không phải là một cái khối u. Sao lại gì cả tua vít trời ơi. Tôi hy vọng nó không phải là một cái khối u hay là bất kỳ thứ gì giống như vậy. Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn cho đến một tuần trước đây. Khối u thì sẽ mất thời gian lâu hơn để phát triển, nhưng có thể là một cái polyp hoặc là một vấn đề nào đấy tương tự. Tôi quan ngại rằng là bạn có một cái gì đấy đang, nó đang phát triển ở trong con người của bạn. Chúng ta sẽ không biết nếu như chúng ta không nhìn, và nó có thể cũng chỉ là một cái đồ ăn thôi. Bạn có nhai kẹo cao su không? Có, tuyên nhiên rồi, tôi nhai kẹo cao su. Đấy. Tôi ăn súp vào tuần trước. Và cả đậu nữa, peanut, hạt lạc các bạn ạ. Tôi làm việc trong một rạp xiếc cùng với voi, nên là tôi thường có tiếp xúc rất là nhiều với lại hạt lạc. Hạt lạc, thích ăn lạc. Vậy là ăn rất là thường xuyên, rất là nhiều. Tôi cũng ăn khoảng đầy một nắm tay này thì tôi sẽ hoặc là một nắm hoặc hai nắm cho mỗi một ngày. Đấy. Đam mê ăn lạc à? Trời ơi, vậy là bụng của bạn bất thường rồi. Chắc chắn là bất thường rồi. Nhu động ruột của tôi ấy thì bình thường rất là hoàn hảo, tôi có thể nói như vậy. Mặc dù là ở tuần trước thì chúng đã có kích thước nhỏ hơn, nhưng mà đồ ăn tôi nạp vào thì cũng không hề thay đổi gì đâu. Rất là lạ đấy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải có một cái cuộc điều trị ở đây. Đúng rồi, thưa ngài, chúng ta phải điều trị thôi. Phải điều trị thôi, yên tâm đi. Tôi luôn là phải điều trị. Tôi sẽ giúp bạn. Rồi, điều trị rồi, xem bên trong. Michael Thành tiếp tục công việc trở thành bác sĩ khám cho một bệnh nhân. Rồi, giúp ông, cũng xem xiếc ạ. Giúp ông ấy, hy vọng là ông ấy cho mình một vé xem xiếc free. Rồi, ok, bắt đầu công việc là ruột anh này trông cũng khỏe mà, đâu có đến nỗi yếu đâu ta. Ruột rất là hồng hào, trông đúng ruột bình thường. Hồn lạc đây này. Đúng hồn lạc không? Chính là hồn lạc đấy, còn gì nữa. Chảy máu kìa. Chảy máu lại còn đốt. Đốt đúng rồi. Anh ngửi thấy mùi thối thối không ạ? Sao lại mùi thối? Mùi lạc luộc ạ. Kinh khắc. Mùi lạc luộc. Chảy máu nhiều chỗ quá. Từ từ, cái này cái gì? Quét luôn. Cũng là một cái phân nhưng không phải của người. Thế lại có một sinh vật gì ở đây rồi. Nó ị ra. Đây đúng hạt lạc không? Quét xem đúng hạt lạc không nhé ông nhé. Hạt lạc đúng rồi. Nhìn là biết rồi. Đúng hạt lạc luôn. Nhưng mà ăn không bóc vỏ luôn. Sao lạc lại phải bóc vỏ? Hột lạc này. Em tưởng là cái hạt lạc bên trong. Em tưởng là đấy như cô Liên không phải ăn hạt lạc à? Hạt lạc, đây cả nguyên củ lạc còn có phải chỉ hạt lạc. Chỉ có voi mới ăn như thế. Đúng rồi, đây này. Người ta phải lấy cái hột ra để người ta ăn, ăn cả vỏ lạc thôi đi. Quay lại rửa đi. Từ từ đã, anh đi đến đoạn anh rửa cả thể ốc ạ. Nha, sạch sẽ nhá. Rồi, kìa. Hay ông này ăn nhiều lạc quá nên bị tắc nghẽn vì lạc nó đầy trong ruột thôi chứ có cái vấn đề gì đâu. Hay là lại có con quái vật lạc. Quái vật lạc hả? Ốc củ lạc kia to kìa. Này, này, này,
bác sĩ đến đây, khỏi ngay, khỏi ngay. Rồi, có vẻ sạch sẽ đấy. Ô, có gì đâu nhỉ? Chắc là phải có củ lạc to lắm, ông ấy bảo là tắc cả ruột mà. Cái gì vậy? Hả? Nhờ, có một cánh cửa trong ruột luôn. Điều này mình chưa lường ra được, lường trước được luôn các bạn ạ. Đây là cửa còn mở được cái chứ thì... Gì nhỉ? Gì ảo thế nhỉ? À, Macadao trên cả... Hay ông... là cửa dạp xiếc nhỉ? Hai ông này đang diễn xiếc cho mình xem. Điên à, xiếc gì trong bụng đâu. Chữa vào mặt mình này. Cái gì vậy? Đây có cánh cửa trong đấy nhỉ? Cánh cửa. Ông này ăn cả cánh cửa à? Chắc không phải mình, do mình thiếu ngủ mình bị ảo ma Canada rồi. Ờ, chắc ảo ma Canada, Australia, Liên bang Nga, Bồ Đào Nha rồi. Ồ, đến với đoạn tiếp theo này các bạn ạ. Mình vừa đi qua một cánh cửa. Chắc các bạn nhìn thấy đúng không? Chắc là mình không phải bị lác đâu, mình nhìn lầm đâu. Có cái gì găm vào kìa? Ờ, đây là hột lạc rồi này. Cái này cái gì ta? Ồ. Từ từ tí anh đến quét xem ốc dịch ra cái gì nhá. Trông nó hơi lạ lạ, chưa biết là cái gì rồi đấy. Trông nó giống răng nhưng mà không phải răng. Nhưng mà chắc là anh nghĩ nó cũng là răng thôi. Phải quét, ừ, quét nó nhiều lắm. Nó là răng đấy các bạn ạ, răng nanh. Ồ, răng nanh à? Ừ. Bỏ ra luôn. Răng nanh ở đấy. Ai biết đâu ấy, mình cũng tự hỏi vậy. Răng nanh của ai hay ruột ông này cũng biến thành quái vật. Mà rồi ông này tổn thương rất nhiều nhá. Ban đầu mình cứ tưởng không sao nhưng mà vào trong này là các bạn thấy không? Răng và máu phun ở mầm. Ừ. Đây tôi chữa bệnh cho ông, sự yên tâm đi. Mình đi phải cái kìa. À cái hạt lạc, hạt lạc. Hạt lạc mà. Mình cứ tưởng là cái gì? Rửa chơi, sạch sẽ luôn. 10 điểm. Đi tiếp. Trừ cái này chưa nhỏ mà. Ồ. Đúng là chỉ làm y tá thôi ạ. Em không thể nào mà bác sĩ trưởng nhanh. Làm sao mà trở thành Michael Thành được? Chắc hết rồi, nhìn có vẻ im im. Ờ, im im chắc hết rồi. Chiu 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 chiu. Nhạc à, có nhạc. Đốt, 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 đốt. Chí này. Ô, nó ăn, nó ăn. Nó phát nhạc các bạn ạ. Ta 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 luôn các bạn ơi. Cắn vào ruột. Ờ. Nó cắn vào ruột kinh thật. Con đấy con gì nhỉ? Chú hề à? Mình có thể tiêu diệt nó bằng cách nào nhỉ? Chú hề Pennywise chui vào ruột ông đấy à? Mình đốt nó hay là mình cưa? Em không biết nữa nhưng mà luôn luôn ở đằng trước, đúng rồi, luôn luôn bắn thành đằng trước đi. Đưa nó đến. Từ từ tắt bỏ đi xem có nhạc không thì ấy. Nó đang bật nhạc nhảy trong kia các bạn ạ. Nó sắp đến đây. Hóa ra là nó làm cái cánh cửa kia để nó đi. Đốt đi, đúng rồi. Nó ăn đấy. Đốt đi. Thấy chưa? Nó chạy nhanh quá các bạn ơi, không đuổi kịp. Nhưng mà tí đến cuối đường ruột này nó không đi được nữa đâu mà. Đúng rồi. Mình có vũ khí này. Nhồi nhồi. Đây chắc răng của nó cắn rụng răng. Đúng rồi, toàn răng của nó mà, ông thấy không? Chính là cái răng của chú hề đấy. Ờ, đúng 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 đúng. Nên là cắn vào đây nhiều quá lắm khi là nó rụng cả răng vào đây các bạn. Ờ, hợp lý. Đây, xè xè mãi vào đây. Hello chú hề. Cái giỏ mình ra đây, tao bắn nó chột mắt luôn. Rồi rồi rồi, các bạn, rồi sạch sẽ đi. Ca này hơi căng luôn đấy, ca này có cả hề yêu quái ở trong này luôn. Yêu quái? Không lường ra được mà các bạn. Nó làm hẳn cửa để Bê Quỳnh, à Michael Thành gặp cả yêu quái luôn đấy chứ. Rồi đây rồi. Thôi xong rồi, đến mình gọi là địa bàn nó đấy. Cầm trong tay cưa. Anh nghe thấy những âm thanh gọi là hơi ghê ghê rồi đấy. Không không, chuyển sang dùng cái đốt cho nó đang chảy máu này. Con hề điên, con hề kiên. Nó đang ăn, nó đang cắn ruột ông này. Đốt không được đâu, đốt không được đâu. À đốt được, đốt vào mắt luôn à. Đốt vào mồm. Đốt luôn. Ờ, trong này có những con ký sinh trùng. Hóa ra là con này nó còn thả cả ký sinh trùng nữa. Các bạn ơi, mình phải giúp con này. Mình phải cưa rồi, mình phải cưa thật. Cái đốt kia chỉ ấy thôi. Không, con này không sao, con này rửa đi là hết các bạn ơi. Mình cần phải đuổi theo con kia, mình tiêu diệt nó các bạn ạ. Con đấy là con trùm đấy. Đúng rồi. Nó khóc à? Không biết nữa. Nó lại kia rồi các bạn, từ mình rửa này ạ. Cưa luôn, cưa ấy. Đấy.
mưa mới được. Mày mày. Đấy, lại nhả ra lại đi. Ui, trong mồm nó toàn giòi thôi các bạn ạ. Nó bảo mình đứng lại đây đi. Đi lên chỗ kia rồi lại rửa. Đấy. Nó đau thôi các bạn ạ, nhưng mà phải cưa thì nó mới vỡ đầu được. Cái mồm nó toàn giòi chứ còn mình ăn. Không thể tưởng tượng nổi một con như này trong ruột luôn á. Quá kinh rồi, trong ruột các bạn ạ. Các bạn thử tưởng tượng có con này các bạn có sợ không? Ngất luôn. À, nó kìa. Đây rồi. Cưa tiếp. Ui, con mắt nó chảy máu rồi. Máu cứ nốt con mắt còn lại. Chắc rồi. Đúng. Mày cứ gầm đi. Cú răng nó kìa. Mày cười à? Cưa bầm cưa luôn. Đi đời chưa cu, đi đời chưa. Cưa đứt cái mũi mày luôn. Tại sao mày để ở trong mày? Mày dám lấy chút cổ của ruột bệnh nhân của tao. Bên mình cũng cưa nhưng không biết cưa các bạn. Phải để y tá mình tư vấn. Y tá đấy để phải chỉ đạo để nhìn xem điểm yếu của đối thủ ở đâu để còn phải tư vấn chứ. Cưa bấm gọi là liệt cả chuột ra nhưng mà còn không cưa được nó. Đấy. Đấy, để lại dấu răng đấy các bạn. Rửa đi. Rửa đi. Bẩn quá các bạn ơi. Đây, đây, sạch sẽ luôn. Ok, đi tiếp. Nó ở ngay chơi thôi. Nó đâu? Nó khóc ấy. Bây giờ mình sẽ cưa vào mồm nó hoặc là mũi nó. Mũi nó đi. Mồm đi. Mình gần lắm, mình gần lắm. Cưa tiếp, nó chết rồi. Nó lận vào ruột luôn. Thắng rồi. Rửa đi. Tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi. Nào, rửa sạch sẽ nha. Rồi, hết đại tràng rồi. Rửa sạch sẽ cho anh này luôn. Ui xô. Trong ruột anh này có cả hẳn một chú hề. Ôi diễn xiếc có chú hề chui trong bụng. Rất lạ. Có con này. Cứ phải để Michael Thành ra tay. Bác sĩ Dr. Michael Thành hơi mệt rồi nha. Hết một tuần đến nhà đến thứ 6 rồi, thứ 7 chúng ta được nghỉ mà. Ừ, nhưng có lẽ mình sẽ bỏ nghề thôi. Quá mệt các bạn. Toàn bệnh nhân của mình, toàn bệnh nhân độc lạ. Đây là tuần tồi tệ nhất trong cái cuộc đời của mình luôn. Giám đốc của bệnh viện đã gọi cho mình và sắp xếp một cuộc họp cho mình. Có một vài cáo buộc về sơ suất y tế đã chống lại mình các bạn ạ. Mình đã cố gắng giải thích rằng đó là những cái điều rất là tồi tệ xảy ra trong tuần vừa rồi. Nhưng mà không ai nghe cả. Thay vào đó thì họ hỏi mình. Họ yêu cầu mình phải về hưu. Đấy. Và muốn mình đi ra khỏi bệnh viện, không muốn mình làm việc nữa. Mình chẳng có cơ hội nào. Nhưng mà mình cũng đã đồng ý. Mình đã về hưu rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sống một cách yên lặng cho cuộc sống gọi là qua ngày. Qua ngày đoạn tháng thôi. Đấy. Và mình không thể nào dừng lại những cơn ác mộng. Kết thúc rồi các bạn ơi. Cuối cùng đã ngừng được cái nghề bác sĩ rồi các bạn ạ. Ôi tôi sẽ có nhà về hưu rồi. Đúng rồi, và những bệnh nhân của mình toàn những bệnh nhân độc lạ như thế thì còn cáo buộc cái gì đúng không các bạn. Rồi bye bây bye. Giờ chắc là tụi mình sẽ bye bye và hẹn gặp lại bạn miền sau. Và tụi mình đã làm cái game này tới tận 2 tiếng rồi mà mình muốn trầm cảm quá, mình làm bác sĩ quá mệt rồi. Đúng rồi, và nó còn kiểu ghê kinh ấy. Bây đúng giờ rồi. Bọn mình phải cố gắng lấy lại tinh thần để đi ăn cơm. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn miền sau. Nhớ like video thật nhiều và xem quảng cáo nhá.